Cao ơi tiểu cao, bằng hữu ngươi không phải đánh rất giỏi sao? Ta cũng khiến ngươi nếm được cảm giác bị bẻ tay. Hả? Đánh đi, đánh đi. Kiều hắn, tới đánh ta đi. Tới đánh ta đi. Hả? Đau đúng không? Đáng đời. Đâu? Hắn ta đâu? Thiệt bộ. Thả người ra. Gan cũng lớn quá ha. Thả hắn ra. Người nói gì? Thả hắn ra. Tao nghe không có rõ. Người mới nói gì á? Thả hắn ra. Ta nghe không rõ. Dừa tay. Được lắm tiểu tử, con nghĩa khí lắm, hợp ý ta lắm. Ta không làm khó người nữa. Người đi đi. Thả người ra. Thả người. Thả người đơn giản thôi. Nhưng mà ngươi trong vòng 3 chiêu phải đánh thắng hắn cho ta. Tiểu tử, đánh lén không phải là hảo hán đâu. Lần này không tính. Thả người ra. Thả người. Trong vòng 3 chiêu, nếu người đánh thắng hắn ta, ta nhất định thả người. Nhưng mà nếu như thua. Đi. Đứng lại. Ta đã thắng rồi mà. Đi thì cũng được thôi. Nhưng mà lần này á, ngươi phải đi với ta trước. Đi. Lợi hại thiệt đó. Phải rồi. Phải công nhận. Hắn lợi hại thiệt. Võ công của hắn lợi hại thiệt. Sao nãy giờ không đánh hắn đi? Võ công cao quá. Đúng rồi. Võ công hắn lợi hại quá. Mau ra đi. Nín thở dưới nước rất khó chịu. Thỉnh an bối lạc gia. Với bộ dạng như vậy mà thỉnh an cái gì? Cung bổn tiên sinh có chuyện muốn thương lượng với ngài. Thương lượng thôi mà, cần gì bắt ngươi phải giả làm tôm làm cá chứ. Xin bối lạc gia cho biết thời gian và địa điểm gặp cung bổn tiên sinh để thương lượng. Ở đây. Ngay bây giờ. Ê! Tiết Bô! Đứng lại! Không được đi! Tỷ làm cái gì vậy? Tỷ đã nói là không được đi thì không được đi. Không cần tỷ quản đệ. Tại sao đệ lại không nghe lời như vậy hả? Thiệu Dương. Cá nướng ngon quá. Có gì mau nói đi. Theo tin tức tin cậy chúng tôi có được, mấy ngày nay thiên địa hội sẽ có một cuộc tụ họp lớn. Lúc nào ở đâu? Hiện giờ vẫn chưa rõ, chỉ biết được tàn dư ở khắp nơi đã tới kinh thành để tụ họp rồi. Vậy thì sao chứ? Bạch Ngọc Bình và tấm bản đồ bây giờ đang ở trong tay của người của thiên địa hội. Nhưng đại hội lần này không những phải đoạt lại tấm bản đồ,
Hơn nữa, ngài cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn tàn dư của thiên địa hội. Nếu vậy ông đi cướp đi. Nào dám, chuyện này phải nương nhờ vào quyền thế của Bối Lạc gia. Vậy còn nói nhảm làm gì chứ? Có biến rồi. Bạch Ban Chủ không dắt bọn nhỏ rút lui trước đi. Các con rút lui, mau lên, rút lui, rút lui, nhanh lên, rút mau, đi bên này. Các vị huynh đệ, đi đi con. Đã có biến, xin mọi người mau chóng rút lui, xin hãy bảo trọng. Mau lên, mau lên, rút, rút, rút đi, rút rồi. Đội tiên sinh, bên kia cũng có quân thanh. Đi mau, mau lên, mau chạy đi. Nhanh lên, mau lên, đi, mau rút vào rừng, mọi người chia ra chạy, mau lên, chạy mau. Mau lên. Mau lên. Chạy đi, mau lên. Nhanh lên. Hẹn ngày tái ngộ. Bảo trọng. A Di Đà Phật. Chạy mau đi.
Chạy mau Thiên Long. Chạy, chạy mau, chạy. Sư phụ, Nhị Mau đâu? Nhị Mau. Hả? Bạch Băng Chủ. Bạch Băng Chủ bị thương rồi. Nhị Mau, con có sao không? Con không sao. Các con có bị thương không? Dạ không. Dạ không sao. Con bị thương rồi. Chúng ta mau chạy đi. Đi thôi. Nhị Mau. Sư phụ, đi. Sư phụ. Đi thôi. Tiên sinh. Tiểu sư phụ, các người chạy trước đi. Tôi sẽ yểm hộ. Tiểu sư phụ, lần nào gặp Huy cũng được tiểu sư phụ giúp đỡ. Bạch Hạc Lĩnh xin đa tạ cậu. Nhờ cậu đưa tiên sinh và bọn nhỏ đi trước, tôi yểm trợ cậu. Tiền bối à, đừng nói nhiều nữa. Mọi người mau chạy đi, tôi yểm trợ cho. Được rồi, đừng giành nhau nữa. Tiểu sư phụ, cậu dắt theo Nhị Mau Thiên Hồng và Đỗ Lão Đại. Anh em Đinh Gia thì chăm sóc cho Bạch Bàn Chủ. Chúng ta chia thành nhiều đường để mà rút lui. Nếu ngươi tìm được bản đồ biển của Đại Thanh thì mau đưa nó cho ta, ta sẽ thả ngươi ra. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. Hòa thượng chân ngắn à. Ngươi đúng là thứ tâm địa độc ác mà. Chuyện này không liên quan tới ngươi. A Di Đà Phật, ngươi cứ bắt hắn đi đi. Thiệu phủ. Tiết Bưu,
Đệ thật lòng coi huynh là bạn, nhưng huynh không có nghĩa khí một chút nào. Huynh đừng có mà đánh trống lảng. Đệ biết tối hôm qua huynh không có ở đây. Đệ muốn nói gì thì vào nhà rồi nói. Vào nhà rồi nói. Đệ. Ê, Đỗ lão đại, Thiên Hồng, mau ra ngoài đi. Thiên Hồng ra ngoài đi. Người trong giỏ khó chịu lắm hả? Có sao không Thiên Hồng? Nhị máu. Ê, Thiên Hồng, ta không biết người này là ai. Cậu ta là người mới tới gánh hát hả? Ừ, huynh ấy mới tới. Ta tên Nhị Mau. Ta tên Thiệu Dương. Chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp. Xin mời. Xin mời. Nè, để không nói chuyện này với nương tử của đệ đó chứ. Coi chừng lại rắc rối đó nha. À, đúng rồi, đệ sẽ đi ngay. Vậy huynh đưa họ vào nghỉ ngơi đi, để đi bàn bạc với nương tử. Ừ, đi đi. Nè, vào nhà đi. Đi. Dương Nhi. Túc Dân, Túc Dân, Túc Dân, tỉ mau ngồi xuống đi. Tỉ ngồi xuống trước đi. Hả? Sao vậy? Có chuyện gì? Túc Dân của đệ ơi, hôm nay đệ rất muốn mời bạn bè về nhà của đệ chơi, có được hay không? Lại là đám bạn lông bông chứ gì, còn mời tới tận phủ nữa hả? Không được. Không phải là đám lông bông, mà là gánh hát. Tỷ cũng biết họ mà Tú Dân. Hơn nữa họ cũng từng cứu mạng đệ mà. Trời ơi, Tú Dân à. Chẳng lẽ tỷ không đồng ý? Tỷ sẽ đồng ý có đúng không? Tú Dân. Vậy tối nay vị nam tử hán đại trượng phu này phải bóp chân cho tỷ đó nha. Được, 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 được. Ê. Sư phụ, nước nè. Sư phụ. Có nước rồi. Sư phụ à. Sư phụ, người tỉnh lại đi. Người tỉnh lại đi mà. Sư phụ, đây là nước đinh đại múc cho người. Sư phụ. Đừng khóc. Đừng khóc. Sư phụ chưa chết đâu. Sư phụ, người phải cố lên. Đợi người uống nước xong, con và Đinh Tiểu sẽ liều mạng mình để cõng người về nhà. Đừng nói bậy. Không được nói bậy. Các con nhớ, mạng của các con nó quý giá hơn sư phụ. Các con kệ ta đi. Các con đi coi thử Thiên Hồng, Đỗ lão đại và Nhị Mau sao rồi. Nói với Thiên Hồng, nhất định phải chăm sóc tốt cho Nhị Mau. Sư phụ, con... Nghe lời ta. Đi đi. Con biết rồi, sư phụ. Huynh trở về đó coi thế nào, để ở đây lo cho sư phụ đi. Nếu sư phụ xảy ra chuyện gì bất trắc, huynh sẽ không bỏ qua cho đệ. Đinh, Đinh Đại, nhớ cẩn thận. Tại sao bối Lạc Gia lại thức giận như vậy? Ý, đây là ai vậy? Đương nhiên là người của Thiên Địa Hội. Bối Lạc Gia, xin cáo từ. Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là Hắc Tứ Gia, Hắc Đại Nhân của Thiên Địa Hội. Hắc Tứ, bái kiến bối Lạc Gia. Hắc Tứ Gia, nếu nhìn vào hai chữ Tứ Gia thì có thể coi chúng ta là người một nhà. Ừ nè, không dám. Hắc Tứ không dám. Nhật Nguyệt, cởi trói cho Tứ Gia đi. Dạ. Đa tạ bối Lạc Gia. Tứ Gia, mời ngồi.
Hạc Tư không dám, Hạc Tư không dám. Tứ gia, cái bình ngọc đó... Bẩm với Lạc gia, cái bình ngọc đó đã trở thành tro bụi rồi. Trở thành tro bụi? Đúng vậy, lúc bối Lạc gia phóng hỏa đốt linh ứng tự, cái bình ngọc đó và Thích Trí sư phụ đã hóa thành tro tàn luôn rồi. Nói chuyện với Tứ gia cứ dòng do tam quốc khiến cho ta mệt quá đi. Hả? Hả Tứ gia, ta không quan tâm tới bình ngọc. Thứ ta cần là bản đồ biển. Đúng rồi. Bẩm bối Lạc gia, có lẽ thứ ngài cần vẫn còn. Nó ở đâu? Trong tay con trai Trần Khẩn Nam. Nó bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Khoảng 12-13 tuổi. Tên thật là Trần Gia Đống. Các ngươi nghe rõ chưa? Làm phiền Tứ gia nói lại thêm một lần. 12-13 tuổi, nó tên là Trần Gia Đống. Bắt toàn bộ con nít tầm 12-13 tuổi trong kinh thành tới đây hỏi từng đứa một. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Còn không có đi. Huynh không cần làm như vậy. Bây giờ ngồi chờ ở đây an toàn hơn bất cứ chỗ nào mà. Huynh khỏi phải diễn cớ hay là mượn lý do gì hết. Huynh chỉ là đang nhát gan, tham sống sợ chết thôi. Không phải ta tham sống sợ chết, mà là vì ta khác với người khác, ta không thể chết được. Huynh không giống với người khác. Huynh cũng đã nhìn thấy rất nhiều thúc bá đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho huynh. Nếu huynh còn tiếp tục ở đây thì huynh đúng là đồ vô lương tâm. Bởi vì có rất nhiều thúc bá đã hy sinh tính mạng bảo vệ cho ta, cho nên ta nhất định không thể chết được. Nếu như huynh chết thì tất cả mọi người đều không sao nữa. Huynh tưởng ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao? Nếu như ta chết mà tất cả mọi người được bình yên thì ta chấp nhận chịu chết mà. Huynh... Đúng rồi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ quan trọng nhất là tìm sư phụ và huynh đệ Đinh Tiểu. Hai người cãi nhau thì được cái gì chứ? Thiên Hồng, đi. Làm gì vậy? Huynh muốn đi đâu? Chúng ta chỉ có hai người. Bây giờ ngoài đường đầy binh lính, lỡ như bị bắt thì phải làm sao? Ta không đi. Muội không đi phải không? Muội binh hắn ta. Được. Ta không có binh ai hết. Huynh thích thì huynh đi đi. Ta không đi. Muội không đi. Được. Muội không đi chứ gì. Ta đi. Ê, Đỗ Lão Gia, đi đâu vậy? Đệ muốn trở về gánh hát để tìm sư phụ và đám Đinh Tiểu, Đinh Đại. Tỷ làm gì vậy? Thả đệ ra đi. Các đệ đã ăn no chơi đã rồi. Đệ nên tiễn ba người bạn của đệ về nhà đi. Trời ơi, tỷ đừng có tính toán chi li như vậy chứ. Chỉ là thêm ba miệng ăn, thêm ba đôi đũa thôi mà tỷ. Tỷ cho họ ở thêm mấy ngày đi. Tỷ nói cho đệ biết, hôm nay không thể để họ ngủ lại Thiệu phủ được đâu. Đệ Thiệu phủ. Chữ Thiệu đó là Thiệu trong Thiệu Dương. Cho nên trong Thiệu phủ, đệ họ Thiệu nên đệ có quyền. Tóm lại tỷ đừng có xen vào chuyện này. Tỷ muốn làm cái gì? Hôm nay đệ không muốn đánh lộn với tỷ đâu. Đánh thì đánh, dù sao đệ cũng không đánh lại tỷ. Tỷ nói rồi, hôm nay đệ đừng hòng ý lại tên ở biệt viện. Đệ đi về. Bỏ ra đi. Đệ tự đi. Đinh Đại. Đỗ Lão Đại và đám Thiên Hồng đâu? Thiên Hồng, Nhị Mao và Đỗ Lão Đại còn chưa về hả? Đúng vậy, họ còn chưa trở về. Ai nói ta chưa về? Thiên Hồng và Nhị Mao đâu? Họ ở Thiệu phủ. Đinh Tiểu và sư phụ đâu?
Mọi người ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Đỗ Lão Đại. Ra ngoài đi thôi. Ra ngoài đi. Ờ, đi thôi, đi thôi. Đi đi. Đi thôi. Lại đây. Sư phụ lo lắng cho ba người nên kêu ta về đây coi thử. Bây giờ sư phụ đang ở đâu? Người. Cút đi. Cút, cút đi. Đi thôi. Ờ, đi thôi, đi thôi. Mau nói đi. Sư phụ chảy rất nhiều máu nên chỉ nằm im. Đinh Tiểu đang ở với sư phụ. Sư phụ đang ở đâu? Ở trên núi. Tại sao đệ và Đinh Tiểu không cõng sư phụ trở về? Ta và Đinh Tiểu không cõng sư phụ nổi. Hơn nữa sư phụ hôn mê mấy lần rồi, nhìn giống như là sắp chết, làm bọn ta rất lo lắng. Mau đi thôi, chúng ta đi tìm Thiên Hồng rồi cùng đưa sư phụ trở về. Đi thôi. Đi. Sao vậy? Đỗ Lão Đại và Đinh Đại dắt Thiên Hồng đi rồi. Đi đâu? Nghe họ nói, họ nói là đi gặp sư phụ đó. Bạch Ban Chủ hả? Ừ. Đinh Đại còn nói Bạch Ban Chủ bị thương rất là nặng. Họ có nói là đi đâu không? Hình như là trên sườn đông của hẻm núi Long Khánh. Thiết Bưu đại ca à, ta muốn nhờ huynh giúp ta một chuyện. Để nói đi. Trên đường đi nhờ huynh hỏi thăm tung tích nghĩa phụ của ta. Lỗ Bác là nghĩa phụ của đệ sao? Ừ. Không biết ông ấy sao rồi. Nè, ôi, sư phụ của mấy đứa ở đâu? Đi nói với ổng, người của triều đình sắp tới bắt ổng rồi. Tại sao người của triều đình không bắt ông? Người đây là cấm địa, người là cấm vào. Ừ nè. Trong mắt của đám con nít này thì ông chính là người lạ. À. Ê. Các người cầm gậy gộc làm cái gì? Nào, bỏ xuống đi, bỏ xuống đi. À. Nếu các ngươi chịu nghe lời của ta thì ta sẽ mua đồ ăn ngon cho các ngươi. Còn nếu như không nghe lời, nhìn thấy chưa? Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời. Ngươi còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau lên núi lục soát đi. Theo ngươi, mấy đứa nhóc kia bao nhiêu tuổi? Quỳnh thấy bọn họ không? Ừ. Nếu như lát nữa không chạy thoát, chúng ta chia ra chạy. Đi thôi. 36. Lớn hơn cả ta hả? Quá đáng. Nè, các ngươi, lại đây. Nói cho hắn biết, các ngươi bao nhiêu tuổi? 12. 13. 11. Coi như ta thắng. 36 thật sao? Được rồi, coi như ta xui xẻo. Mấy đứa các ngươi, ngoan ngoãn ngồi ở đây. Ai không nghe lời sẽ bị đánh nát mông. Mau lên.
nhanh lên. Mau ngồi xuống đi. Chạy. Ê, đuổi theo. Đứng lại. Muốn chạy hay sao đi hả? Còn thiếu một đứa, mau đuổi theo. Dạ. Đi theo ta. 36 phải không? Đã hại ta thua cuộc còn dám bỏ chạy hả? Đi. Chuyện gì vậy Đỗ lão đại? Thiên Hồng và Đinh Đại bị bắt rồi hả? Ranh con, ngươi chạy cũng nhanh lắm. Người nào mà to gan như vậy dám tự ý xông vào Thiệu phủ? Ôi trời ơi, không ngờ ở đây có nhiều con nít ranh dữ vậy nè. Nè, bổn thiếu gia đang nói chuyện với ngươi đó. Đây là nhà của quan hình bộ tam phẩm, các ngươi còn không mau cút. Ranh con, muốn nói gì thì tới Dương phủ nói với Bối Lập gia. Chạy mau, không thể chạy. Bắt chúng về cho ta. Rõ. Mau thả để xuống. Mau bỏ kiếm xuống. Giải bọn chúng đi. Đi mau. Người đó còn non lắm. Ngươi. Sao đệ lại không nhìn thấy huynh? Binh lính sắp tới đây rồi, chúng ta hãy đưa sư phụ đệ tới nơi an toàn trước cái đã. Đi thôi. Đi. Đây là Thiết Bưu ca. Đây là sư phụ của đệ. Ê, đừng nói chuyện nữa. Ê, Tiểu Đinh à, lát nữa trên đường đi, dù có xảy ra chuyện gì, đệ cũng phải theo sát ta, đã rõ chưa? Ừ. Đi thôi. Cẩn thận nha sư phụ. Thiết Bưu ca cẩn thận.
ai à? Bọn họ chưa phân trắng đen đúng sai đã bắt nhóm của Dương Nhi đi rồi. Nhóm à? Ngoài trừ Dương Nhi còn ai nữa? Còn một đứa bé tên là Nhị Mau. Nhị Mau? Con cái nhà ai? Tại sao lại ở chung với Dương Nhi? Chắc là người của gánh hát đó. Chà, Nhị Mau là người bạn mới của Dương Nhi. Tài văn thao võ lược của nó không thua gì Dương Nhi. Con sợ Dương Nhi học hành một mình buồn quá nên mới muốn nó có bạn có bè. Nhưng mà không ngờ nó... Ta biết rồi. Con đừng quá lo lắng. Ta sẽ tới Dương phủ trước Dương Nhi về. Dạ. Chuẩn bị kiệu, tới Dương phủ. Dạ. Đám tập kỹ trên con đó sao rồi? Con ngoan ngoãn không? Dạ ngoan. Ta kêu chúng là đám tập kỹ thì các ngươi nhận nghe. Lỡ trong số chúng có nghiệt tử của Trần Cận Nam thì sao đây? Dạ chúng về bạc tay chúng sẽ khai ra. Hở một chút là đánh đấm, hở một chút là chém giết. Các ngươi có thể nhẫn tâm đánh đập một đám con nít sao? Hả? Đúng là lòng dạ đàn bà độc nhất thiên hạ. Có tin tức của sư phụ bọn chúng chưa? Chưa có. Hát tứ gia làm theo mệnh lệnh của ta rồi mà. Dạ phải. Hát tứ gia có biết mặt của thiếu đại chủ thiên địa hội không? Tại sao các ngươi lại không bắt hắn tới đây? Bẩm bối Lạc gia, Hát tứ gia đã bị Tử Lân thượng nhân bắt đi rồi. Bọn họ đi đâu? Nghe nói là vào núi lục soát. Ngu ngốc. Đúng là một đám ngu ngốc mà. Một khi tìm thấy Hát tứ gia thì lập tức giải tới đây. Rõ. Lùi xuống đi. Trí hư thủ tỉnh. Dương gia, Thiệu Chính, Thiệu đại nhân của hình bộ cầu kiến. Hả? Mời tới trung đường đi. Dạ. Ừ. Thiệu Chính xin thỉnh an hoàng. Miễn lễ, ngồi đi. Thiệu Chính tới không báo trước, có chút đường đột, xin hoàng thúc bỏ qua. Thiệu đại nhân quá lời rồi, có gì chỉ giáo, cứ việc nói thẳng. Hôm qua ta nghe nói bối Lạc gia bắt được một đám dư nghiệt của thiên địa hội. Thiệu Chính bận rộn nhiều việc nên không kịp tới phủ để chúc mừng. Không có, Thiệu đại nhân lại quá lời. Ta có góp sức cho triều đình cũng là việc nên làm thôi mà. Hả? Hoàng thúc quá khiêm tốn. Nhưng mà tại hạ có một chuyện chưa rõ, xin nhờ hoàng thúc chỉ dạy. Ngài lại quá lời. Nói đi. Tại hạ không hiểu tiêu diệt nghịch tặc thiên địa hội thì có liên quan gì tới chuyện bắt con nít. Bắt con nít? Hoàng thúc không biết sao? Mọi người đang bàn tán xôn xao, nói là Dương phủ phái cao thủ giang hồ đi bắt trẻ con 12-13 tuổi, khiến cả kinh thành lo lắng không yên. Nếu như đây là sự thật, vậy công lao tiêu diệt nghịch tặc của bối Lạc gia e là... Có chuyện này sao? Tại hạ nào dám nói bừa, không giấu gì ngài. Có lẽ bây giờ con trai của tại hạ cũng đang ở Dương phủ. Hả?
cái tên nghịch tử này. Người đâu, kêu tên nghịch tử đó tới gặp ta ngay. Nhiệm vụ chính của chúng ta chính là cứu Nhị Mao ra ngoài trước. Chuyện này cứ để cho ta lo. Ai là con trai của Thiệu đại nhân? Ta. Ngươi là con trai của Thiệu đại nhân? Không phải là ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Đi thôi. Đi, nhanh lên. Hai đứa đúng là không biết tốt xấu, thiếu gì chỗ không phá, lại mò tới Dương phủ quấy rối Hoàng thúc. Còn không mau tạ tội với Hoàng thúc đi. Hey, thôi bỏ đi bỏ đi. Ê, con nít đùa giỡn đừng coi là thật mà ha. Người đâu, tiễn Thiệu đại nhân và hai vị công tử về phủ. À, không cần đâu, xe ngựa của ty chức đang chờ ở ngoài phủ. Ồ. Ha. Thiệu đại nhân, do nghịch tử ngu ngốc làm việc không chu đáo, đương nhiên chuyện này cũng là vì sợ bọn thiên địa hội bỏ trốn nên mới bắt nhầm công tử, đắc tội với đại nhân, mong là Thiệu đại nhân bỏ qua cho. Không dám không dám, tại hạ phải đa tạ Hoàng thúc mới phải chứ. Đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, tại hạ xin phép cáo từ. Tụi con mau theo ta về nhà. Con đúng là đồ xui xẻo hả? Chút chuyện nhỏ mà làm cũng không xong, còn để người ta tìm tới nhà. Con đã khiến A Mã mất hết thể diện rồi hả? Con làm vậy để truy bắt con trai Trần Cận Nam, nhổ bỏ hậu hoạn cho triều đình. Ngu ngốc, bình thường A Mã dạy con thế nào hả? Nhi tử biết mình sai rồi. Bắt người là đúng, quan trọng là bắt như thế nào, bắt khi nào, bằng cách gì. A Mã, hài nhi biết phải làm sao rồi. Ây, trời ơi, con làm việc thì phải động não chút đi chứ hả? Thiệu đại nhân, Thiệu đại nhân, vào lúc này mà đại nhân chạy tới thư phòng để lấy bảo bối gì đây? Đừng nói là món đồ ngày đêm ta mơ tưởng đang ở trong tay của đại nhân nha. Thưa đại nhân, đưa thứ đó lại cho ta ngay. Ngươi đừng hỏng. Thưa đại nhân, gia phụ niệm tình ông Thanh Liêm, nói chỉ cần ông chịu giao đồ ra sẽ không làm khó ông. Chuyện ông chứa chấp thiên địa hội cũng có thể không nhắc tới. Xưa nay bổn quan coi kẻ bán nước cầu dinh như loài cầm thú, hôm nay làm sao có thể chung hàng với loài cầm thú.
bà không sao chứ? Tôi không sao, đừng để ý tới tôi. Đánh! Đánh! Đừng nên hấp chiến, đi tìm thú dân. Hãy cho tên Thiệu Chính phách lối. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Người muốn chết thật sao? Con mau vào trong để bọn ta ngăn chúng. Được. Chết. Mày muốn chết sao? Mau đi tìm cha con, ta sẽ ngăn cản chúng. Được. Các người lên đi. Lên cho ta. Cha có sao không cha? Đỡ cha vậy. Dạ được. Cha. Dân Nhi, con giữ kỹ thứ này, phải nhớ, nhất định phải đưa tận tay giao cho Lỗ Bác Lỗ tiên sinh. Dạ. Dân Nhi nhất định sẽ làm. Cha. Cha ơi. Cha. Dân Nhi, con đừng quá đau lòng. Kể từ ngày hôm đó, lúc đón Bạch Ban chủ vào Thiệu phủ, thì cha đã biết sẽ có ngày hôm nay. Thật không ngờ Dận Kiệt lại ra tay nhanh như vậy. Cha, người hồ đồ rồi. Vậy tại sao cha lại cho họ tới đây? Tại sao lại cho họ tới đây vậy? Dận Nhi, con vẫn không hiểu đạo nghĩa triều đình khó vẹn toàn.
đi rồi. Coi như cũng khỏe. Đợi sau này con lớn khôn sẽ hiểu thôi. Dừng đi. Cha, cha có lỗi với con. Không thể để Dương Nhi lớn khôn đã giao nó cho con rồi. Dương Nhi, Dương Nhi nghe. Con hứa với cha nhất định phải cho nhà họ Thiệu chúng ta có người nối dõi. Cha, cha yên tâm đi. Dần Nhi, Dần Nhi sống là người nhà họ Thiệu, chết là ba nhà họ Thiệu. Chỉ cần Dần Nhi còn sống, nhất định không để Dần Nhi chịu khổ đâu. Cha! Cha ơi! Cha! Cha không thể bỏ chúng con lại! Cha! Lão già kia muốn xuống Hoàng Tuyền sao? Ta tiễn hai người. Ông đưa Tú Vân đi mau. Được. Rồi. Đi mau lên, đi mau lên. Đại nhân, đi mau lên. Không, không, không. Thiệu đại nhân, tâm lòng của ngài, Thiệu Bảo, hai thiên địa hội, đa tạ ngài. Đi thôi. Đi mau lên. Đi mau lên. Má, má, mau lên, mau lên đi. Mau lên, nhanh lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Lên đi, lên xe. Mau lên. Bố mối, đi thôi. Được. Rồi. Người đâu? Hashi. Đi, đi mau, đi mau. Thiệu Dương đâu? Sao không thấy Thiệu Dương đâu hết vậy? Dương Nhi không đi chung với mọi người sao? Hả? Thiệu Dương, Thiệu Dương. Ô nè, Tú Vân, Tiểu Bối, mọi người đi trước đi. Các vị, nhờ các vị bảo vệ cho đám trẻ, tôi đi giúp cho Thiết Bưu một tay. Chúng ta gặp lại sau. Được. Được. Đi. 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 Cổ chi dục minh, minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm, dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả. Tiên trí kỳ tri,
trí tri tại cách vật, vật cách nhi hậu tri chí, tri chí nhi hậu ý thành, ý thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu tề gia, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc trị nhi hậu thiên hạ bình. Cha, hại nhi đọc xong rồi, xin cha chỉ chỗ sai. Dương Nhi ngoan, hôm nay Dương Nhi học thuộc rất tốt, cha đều nghe thấy hết rồi. Dương Nhi, Dương Nhi, bọn chúng sẽ trở lại đó, chúng ta phải đi thôi, nếu như không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Dương Nhi, để không đi, để phải ở lại đây với cha. Dương Nhi ngoan, đi, đi, đi thôi. Để không đi. Để không đi. Để phải ở lại đây với cha. Hai người đừng qua đây. Cũng tại các người, cũng tại các người hại chết cha của đệ. Dương Nhi, các người đi đi, đi hết đi, ta hận các người. Đi thôi, đưa Thiệu đại nhân đi cùng với chúng ta.